còn hay mơ. Mãi trường người em tôi còn học mới. Xin chào toàn thể các bác nhá. Ngày hôm nay em review một clip combo gia đình, phải nói là giá vô cùng hợp lý. Vừa hợp lý vừa dễ căn chỉnh. Như các bác đã biết ý, thì thường thường là em hay chỉnh vang số nhiều. Đấy, thì ngày hôm nay có một em vang cơ, nói chung là một trong một tầm phân khúc dễ căn chỉnh mà lại có cả reverb, sử dụng dòng chip DSP 48 bit cho cái khả năng xử lý tốc độ tín hiệu rất chi là nhanh và mượt. Đó chính là em vang cơ GD Gutin có mã model là KM9FX các bác nhé. Đó, như các bác đã nhìn thấy trên màn hình đó, chứ em nó đây. Và như cái trên hình các bác cũng đã thấy, trên mặt trên của con vang kia thì em có đang có để sẵn một hộp. Một hộp đó chính là hộp của chiếc mic BBS hàng chính hãng có mã model là B50, với có giá bên em chỉ là hơn 400 nghìn một chút xíu thôi. Vâng, thì nếu các bác lấy toàn bộ combo này thì sẽ được tặng một chiếc mic chính hãng BBS B50. Hoặc nếu các bác không muốn dùng mic dây, các bác muốn dùng chuyển sang bộ mic không dây nào bất kỳ, bên em sẽ đều sẽ quy đổi đều và trừ thẳng tiền mặt giá trị bộ mic này sang bộ mic không dây cho các bác nhé. Và bây giờ em sẽ đi đến giới thiệu từng sản phẩm bộ dàn này và đi vào căn chỉnh rồi gửi đến các bác chất âm để các bác nghe thử và cảm nhận các bác nhé. Ok, đầu tiên một cặp loa ở đây không thể thiếu trong bộ dàn, đó là cặp loa Nordan Bass 30 full đơn 2 đường tiếng. Rồi, với power handling tức là công suất định mức tầm thấp là 150W, trở kháng đầu vào là 8 ohm, với frequency professional tức là cái tần giải tần đáp ứng là từ 75Hz đến 20kHz. Sensitivity thì là 94dB rồi các bác. Đó. Rồi, cái đến là em vang KM9FX, các bác có thể nhìn trên màn hình đây, một em vang mới với chip xử lý 48, chip DSP xử lý 48 bit. Và kế đến là một em Idol 200. Thì trong một bộ dàn karaoke, một bộ dàn nghe nhạc, đối với em ấy thì với em vang thì gọi là linh hồn của bộ dàn, hay là còn gọi là nhạc trưởng. Còn em Idol thì em xin phép là cho nó là em phó nhạc trưởng luôn các bác nhé. Nó vừa giúp cải thiện tiếng mic hoặc cải thiện tiếng nhạc, tùy theo mình ghép kiểu như thế nào, rất chi là phù hợp. Kế đến một là một em châu kéo hay là còn một em gọi là em máy công suất của bộ dàn, đó là em DB Acoustic có mã model là KD500. Em này thì ghép với một cặp loa Bass 30 thì quá chi là hợp lý luôn các bác ạ. Và như thế đã đủ chưa? Chưa thế là đủ đâu các bác nhá. Kế đến em xin phép được là thêm một em trầm nữa. Này, em trầm B3 của Trung Quốc, hàng Trung Quốc loại một các bác nhá. Thì là một em không thể thiếu một trong bộ dàn anh nghe nhạc, kể cả khi nghe nhạc lẫn khi hát hò, thì nó là một em người ta gọi là emotion tức là cảm xúc, một em làm cho chúng ta nâng cao cảm xúc lên, một em loa gọi là loa chuyên đánh giải bass, thì em này là em trầm điện các bác nhá. Ok, và đặc biệt tổng combo này giá có giá vô cùng hợp lý, chỉ là 18 triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, 18 triệu đồng gồm tất cả các sản phẩm là một em vang cơ GD Gutin KM9FX, một em Idol 200 và một em đẩy KD500 cộng một cặp loa Bass 30 và một em trầm 30. Với combo cấu hình này thì khẳng định với các bác nhé, là đánh một trong phòng, trong một diện tích khoảng tầm độ từ 25m² đổ lại là vô tư các bác nhé. Đó, từ một em cặp Bass 30 rồi, tiếng bass đã rất tốt, lời rất hay rồi, lại có cộng hưởng thêm một em trầm Bass 30 nữa. Ok, bây giờ em sẽ đi vào ghép nối và gửi đến các bác chất âm nhé. 4 5 6 7 6 6 7 7 lên lên 1 2 5 6 7 6 6 7 2 3 3 4 5 6 1 1 1 2 2 2 5 5 6 6 7 5 5 5 6 1 2 2 2 1 2 2 Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hà, nuối tiếc đi qua, thiếu bóng đàn bà. Đời không sắp tới, đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Linh 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 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 6 6 6
đời không dám tới, đành đành việc cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Ok, hiện tại bộ dàn ở đây em đã căn chỉnh xong, và như các bác đã nhìn thấy thì hiện tại ở đây em ghép. Tại sao em lại để con nâng tiếng ở dưới? Thì em gắt ca ghép kiểu này. Tại sao em căn chỉnh nãy giờ mà ngồi rất là gần loa? Alo, thoải mái, không sợ hú các bác nhá. Này. Loa rất chi là gần luôn. Đó. Rất chi là gần loa luôn. Thoải mái mà không được sợ hú này. Đó. Đó. Thì em đã căn chỉnh rất chi là chuẩn rồi. Mặc dù là cái chiếc mic dây này giá thành vô cùng hợp lý, chỉ có hơn 400.000 thôi, mà bộ dàn này các bác có thể thấy đấy, tiếng rất dày và đầy. Đó. Đó là nhờ em gọi là phó nhạc trưởng đây, chính là em Idol 200 này. Các bác có thể thử đây, khi em nhả tiếng này ra, em đang sử dụng nó ghép ở dưới để em nâng cả tiếng nhạc lẫn tiếng mic, làm sao cho không gian nhà mình nó được đầy đủ nhất và căn chỉnh hầu như là hợp lý nhất. Đó. Khi bỏ tiếng ra, tiếng nó sẽ như thế này này, các bác này. Lô 1 2 5 6 7. Các bác thấy không, nó cũng là khá là ok, nhưng mà nghe rẻ, nghe tiếng chất âm nó vẫn có hơi đục. Đó, thì khi em nhấn vào đây, đó, các bác sẽ thấy tiếng nó sáng xanh hơn các bạn. Đó, tiếng rất chi là rất chi là lời vừa đầy, nhưng mà nó rất chi là bay, rất chi là sáng. Đó, em alo số 6 thử các bác thử nghe nhé. 6 6 7 2 3 6 6 7. Đó, đấy là khi em bật nâng tiếng, và đây khi em bypass. Khi em bypass thử này, 6 6 7 6 7. Các bác có thể cảm nhận thấy chất âm thực sự luôn. Rồi, ok, tiếng mic em đã căn chỉnh xong. Bây giờ thì tiếng nhạc em sẽ vừa mở lên vừa căn chỉnh thêm một chút nữa để gửi đến các bác nhé. Thì tiếng nhạc và tiếng mic, khi đã căn chỉnh tiếng nhạc, tiếng mic, tiếng mic ok ở con em Idol này, thì chia sẻ các bác thêm một chút kinh nghiệm nữa là, thứ nhất, em sẽ lấy đồng đều. Bản thân con băng cơ này cũng cắt được tiếng súp, nhưng mà em vẫn muốn để cho em phó nhạc trưởng này nó sẽ chèo lái tất cả đường tín hiệu, nên là súp em cũng cắt qua bên này luôn, để cho tiếng, thứ nhất tiếng nó đều, thứ hai là cái phase nó đều nhau, cái pha ấy nó đều nhau. Đó, ok. Bây giờ là sẽ là tiếng nhạc. Để gửi đến các bác một bài nhạc nhá. Một bài nhạc em thì dạo này thử cũng hay thử bài nhạc này. Nó một thể loại nhạc sống là rumba được các bác. Nguyện thề bên tôi trọn kiếp, để hôm nay tôi phải nhận ra tôi yêu tim người có vào đâu. Nhưng hỡi người ơi, tình yêu là một người cho em giấy tin, còn một người cho em hạnh phúc. Thấy không, từ một em nhạc trưởng, đó là em Vang Cơ, KM9FX, gửi xuống em nhạc phó đây, em ghép nối đây các bác có thể nhìn thấy đó, hoàn toàn từ một em nhạc trưởng đây xuống em nhạc phó, và đưa hết đường tín hiệu chia ở em nâng tiếng đây và xuống đẩy thôi. Đó, các bác có thể nhìn thấy nó rất chi đơn giản mà tạo ra hiệu quả rất chi là cao. Ok, tiếng nhạc đã như vậy, giờ thì em xin phép gửi đến một bài karaoke gửi đến các bác để các bác nghe thử chất âm và hiệu ứng nhé. Em thì thực sự các bác là cũng vừa mới ốm dậy nên là chất âm hát không được hay lắm. Từ trước giờ là cũng là chỉ biết alo 1 2 3 4 chỉnh thôi. Đấy, nếu mà có không hay thì các bác thông cảm nhé.
xưa còn hay mơ. Mãi trường ơi, em tôi còn học mưa hay ra đi từ đô nào. Ngày xưa đó ta ấy đâu dịu nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em may không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin trên hết thơ vào những đêm buồn. Mưa chiều đêm trên đồn khuya, lòng anh thương nhớ vô biên. Yêu em ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu, không nói lên câu ra. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành, khi núi sông còn nhiều linh. Ở phương này vui kiếm sống trên nhật nhưng không quên dệt mơ. Ước ngày nào quê hương chinh chiến cho tơ duyên được gặp màu, và phương đó em ơi có gì vui xin biết cứ về cho anh. Nhớ thương người đây đêm nay trên đồn vắng, luôn em anh thương nhiều lắm em mới biết cho chàng lẽ đêm buồn. Ok, thời gian vừa qua em vừa giới thiệu đến các bác một combo sản phẩm với một combo sản phẩm gia đình với giá vô cùng hợp lý, chỉ 18 triệu đồng và được tặng kèm một chiếc mic có dây BBS mã model là B50, một hàng sản phẩm chính hãng của BBS các bác nhé. Đó, và đặc biệt đối với bộ dàn này, khi các bác lấy mua toàn bộ combo bộ dàn sản phẩm này bên em, nếu các bác không lấy chiếc mic có dây này mà các bác muốn đổi sang mic không dây thì bên em sẽ trừ tiền sản phẩm này sang bộ mic không dây cho các bác nhé, và combo sản phẩm cho các bác nhé. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.